Các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game Yêu Linh tập kết nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn cho bạn cách nhập gift code cho nào cho biết. Và nó rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Thì đầu tiên để nhập gift code thì tại giao diện chính thì các bạn nhấn vào avatar của mình, nhấn vào gift code và tiến hành nhập gift code. Thì có thứ nhất như sau: quạng yêu FB 666. Thì đây có thứ nhất nha các bạn, như có là quạng yêu FB 666, quạng yêu FB 366 là có thứ nhất. Thì mình sẽ ngưng màn hình lại một chút cho các bạn xem cái code. Gift code là quạng yêu Facebook 666, quạng yêu FB 366. Xóa thì bạn nhấn vào nhận để nhận quà. Thì đây là tất cả các phần quà của gift code nha các bạn. Ok, giờ chúng ta cùng đến có thứ hai. Gift code như sau: quạng yêu FB 888, quạng yêu FB 368 là có thứ hai nha các bạn. Thì đây có thứ hai: quạng yêu FB 888, quạng yêu FB 368, quạng yêu Facebook 888, quạng yêu Facebook 368 là có thứ hai nha các bạn. Thì mình sẽ ngưng màn hình lại một chút cho các bạn xem gift code. Gift code là quạng yêu Facebook 888, xóa và nhớ vào nhận để nhận quà. Thì phần quà này thì đây là tất cả các phần quà của gift code nha các bạn, bao gồm quyển diêu mộ nè các bạn, số lượng 2, vàng và SP thức thần số lượng 10.000, vàng số lượng 50.000. Ok, giờ chúng ta cùng đến với code thứ ba nha các bạn. Code thứ ba như sau: vạn yêu Facebook 999. Quạng yêu Facebook 999 là có thứ ba nha bạn. Có thứ ba là quạng yêu Facebook 999. Quạng yêu FB 369 là có thứ ba. Thì đây là có thứ ba nha bạn. Quạng yêu FB 999, quạng yêu FB, quạng yêu Facebook 369. Thì mình sẽ ngưng màn hình lại một chút cho bạn xem gift code. Đó thì bạn nhấn vào nhận để nhận quà nha các bạn. Thì code này sẽ nhận hưởng được các phần quà như sau. Thứ nhất đó là quyển chiêu mộ có thể rút thức thần ở kho thẻ cơ bản số lượng 1. Thứ hai là vàng số lượng 10 vàng. Thứ ba là SP thức thần số lượng 50 vàng. Cuối cùng là hồng tinh. Hồng tinh sức mạnh linh hồn liên kết là vật liệu cần thiết tăng thức thần số lượng 50. Thì đây là tất cả các phần quà của cái code thứ ba nha các bạn. Hiện tại thì có 3 code thôi, khi nào có thêm code mới thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cho bạn. Bây giờ thì hãy cùng mình khám phá một chút xíu về cái tựa game này. Thì tựa game này đã chính thức ra mắt vào hôm nay, tức là ngày 3 tháng 3 các bạn, năm 2023, với cái tên là Yêu Linh Giới. Thì đây là một cái tựa game thể loại thẻ bài và idea cảnh tay nha các bạn. Thì tại đây thì các bạn có thể sưu tập cho mình những cái con thức thần và từ đó sẽ sắp xếp đội hình của mình gồm 6 thành viên sao cho hợp lý nhất để chiến thắng kẻ địch cũng như tấn công kẻ thù. Thì mỗi thức thần sẽ chia theo những cái hệ khác nhau và chúng sẽ tương sinh tương khắc với nhau. Kèm theo đó là mỗi thức thần cũng sẽ có những cái trang phục khác nhau và bộ kỹ năng khác nhau, không có thần nào giống thức thần nào, và cũng sẽ chia theo phẩm từ phẩm đỏ, cam, vàng, xanh nha các bạn, tím, và cũng sẽ chia theo số sao nữa nha các bạn. Thì để mạnh hóa được thức thần thì các bạn có thể tăng cấp trang bị viên phận và tiến giai như những cái tựa game chiến thuật khác thôi các bạn.
Thì để có được thức thần đó, thì các bạn phải chiêu mộ hoặc là các bạn có thể sưu tầm mảnh nha, các bạn để ghép thành thức thần. Ngoài thức thần ra thì các bạn có thể có âm dương lưu nữa các bạn. Đấy bạn, các bạn có thể tiến hành lập âm dương lưu. Thì âm dương lưu tức là cái ban hội đó các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể đi những cái khu thí luyện hay là những cái phó hay gọi là những cái phó bản các bạn, để tìm kiếm cho mình những cái tài nguyên quý giá về để mạnh hóa thức thần cho mình hơn. Ngoài ra thì còn có thêm phần đấu trường, tức là những cái phần đấu trường PvP các bạn, là đấu trường với những cái người chơi khác, đấu trường lên server nếu bạn cho bạn so tài với những cái người chơi khác nữa. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thêm cái phần dược tháp nữa nè các bạn. Thì trong phần chiến đấu của các thức thần thì nó sẽ tự động hoàn toàn nha các bạn. Các bạn chỉ có thể sắp xếp đội hình ban đầu thôi và nó để nó tự động chiến đấu. Thì trong chiến đấu các bạn có thể chỉnh tốc độ nhân 2 là thấp nhất và nhân 4 là cao nhất. Thì để được nhân 4 thì các bạn phải đạt level 70 nha các bạn. Ngoài ra còn có Sâm La Hoàng Tượng và Cao Thiên Nguyên Chi Tọa cũng như là Anh Hùng Quật nữa. Ngoài ra thì còn có thêm những cái phần nhiệm vụ hàng ngày nữa bạn, nhiệm vụ hàng tuần, nhiệm vụ chính cho các bạn làm cả ngày mà không hết luôn. Đây là phần triệu hồi. Thì để triệu hồi các bạn cần có thẻ triệu hồi. Nếu không có thì bạn sử dụng tiền nha bạn, tiền ngọc. Hiện tại thì chỉ mới có thể triệu hồi được bằng tiền ngọc thôi, chứ mấy cái kia chưa có triệu hồi được nha các bạn. Còn đây là cái phần thức hận mình. Ở đây thì các bạn có thể tăng cấp được. Còn đây là quạng yêu lửng để cho các bạn có thể triệu hồi được của mình. Thì mình nhận được 10 quyển triệu hồi nên là mình sẽ tiếp tục triệu hồi nha các bạn. Ok, thì như vậy là mình đã chia sẻ xong cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn cho bạn cách nhập code cho nào chưa biết. Mà nào rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.